chào, xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam. Ok, nước Lào. Nước Lào. Cung giống. Cung giống. Nước ta. Nước ta. Cái cửa. Cái cửa. Là để. Là để. Đi ra. Đi là. Đi vào. Đi vào. Okay. À, người nước ngoài nghĩ gì về Việt Nam? Em chào anh chị nha. Hôm nay chủ đề sẽ là người nước ngoài nghĩ gì về Việt Nam. Theo ý kiến cá nhân của em, vì em cũng được nói chuyện và cơ hội nói chuyện rất nhiều người nước ngoài trên thế giới, châu Âu, châu Mỹ và châu Á đấy. Thì em hỏi là ông bà anh chị nghĩ gì về Việt Nam khi anh chị đặt chân đến đây một thời gian nhất định, du lịch, làm việc. Thì người ta đa phần người ta sẽ nói rằng là người Việt Nam rất là thân thiện, vui vẻ. Khi gặp người nước ngoài thì luôn luôn tươi cười đấy. Thì có một cái điều là họ gọi là họ không phải là không thích mà họ thấy nó khác biệt, đó là cái giao thông. Cái giao thông ở Việt Nam thì gần như là, ví dụ ở châu Âu hay là châu Mỹ, gần như là đa phần là khác hoàn toàn với họ, hoàn toàn với họ. Vì bên mình có rất nhiều xe máy, bên họ thì nhiều khi là xe đạp và ô tô. Họ đạp xe đạp rất nhiều tùy từng nước. Đó, đấy là cái phần em thấy là cái câu trả lời của họ thường khác biệt nhất. Thế còn về đa phần thì họ rất là khen được cái gì về cái văn hóa, về con người, về món ăn rất là rẻ và đa dạng và ngon đấy, và thắng cảnh rất là đẹp, rất nhiều nơi để đi đấy. Đấy, đấy, và Việt Nam có một cái đất nước mà họ thì khen là đẹp ở châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng đấy. Đấy là theo ý kiến cá nhân của em, cái trải nghiệm của em khi mà em đã được nói chuyện với rất nhiều người nước ngoài đấy. Hôm nay video ngắn đấy thôi, anh chị thấy vui vui nhìn đăng ký kênh mình với anh chị nhé. Tiếng Anh là bye, cho anh chị ông ngày nhìn được vui và hiểu.